Chào anh chị, nay em giới thiệu cho anh chị lô đất bên cung Minh Linh, phường 5, Vĩnh Long. Ở đây phía trước mình đó là cái dòng xây từ ngoài đầu đường 14 tháng 9 vô là đụng. Thì lô đất của mình đó là lô 335, thì đây lô 335. Chỗ này cái chữ nó hơi hơi mờ rồi. Thì phía sau là căn nhà. Đó. Thì đường thì là đường lòng đường 7 m, vỉa hè mỗi bên 3 m rưỡi. Ở phía này cũng có nhiều nhà người ta xây lên này nè, đây phía trước cũng có nhà người ta xây lên ta ở. Này thì họ cũng gào gạch, họ chuẩn bị xây. Giá là 800 triệu, ngang 4,5 và 17,4. Gần 80 m2 á, 79,4,5 m2 gì đó.